Xin kính chào quý vị, có thấy cái căn nhà phía trước không quý vị, đây là cái căn nhà của mẹ ruột ông Võ Hoàng Nguyên quý vị. Nó nằm sát với lại Hưng Gia Tự đây quý vị. Đây bên kia của Hưng Gia Tự. Ở đây mình thấy trong cái khu khu vườn này, khu nhà thì mới được cũng xây cũng vừa thánh thành nhà này xong là quay cây căn nhà này một vừa. Lượt á, một tức lượt. Tức là thì thánh thành Hưng Gia Tự xong rồi xây qua đây kìa. Thấy người cô đang ở trong cúng. Đó, cúng. Ừ, anh chị, đây là nhà của mẹ ruột Lương Y Võ Hoàng Yên. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ ruột của Lương Y Võ Hoàng Yên lên đây lâu chưa chị? Cũng lên cũng một lượt với trong nhà chùa này á. Lúc mà lúc bà ông thầy Yên này ông có cái nhà là bốc thuốc trước. Bốc thuốc trước mà ông có trước lâu rồi mà. Cô đó. Đó, cô đó là mẹ ruột của thầy Yên đó. Ủa giờ cô đi đâu vậy cô? Đi công phu hả? Công phu. Là dạ. Cô có chùa hả? Công phu ở bên chùa, lọc tập. Dạ. Năm giờ chiều mỗi ngày là mình đều đi hả con? Dạ. Cô ở đây ngôi chùa này mười mấy năm hả con? Không, hồi đó tôi ở trong dãy kìa, lập vườn thuốc ở trong kìa. Lập vườn thuốc nam rồi khi làm cất phòng thuốc nam về đây đó, tôi mới ra đây để chặt thuốc lại Phật. Hồi đó cái bên đó là nhỏ vậy đó, lại Phật nói bây giờ cái chùa này lớn rồi, qua bên đây lại Phật thôi chứ. Đó tôi lại bên kia. Dạ cô lại đi cô. Mình theo Phật là mình theo bằng cái tâm, chứ đâu phải do mình biết sử mình tụng kinh là mới đúng. Dạ đúng rồi, chỉ tâm cho nên chủ yếu là cái tâm thôi cô. Tôi lại Phật không hả, tôi niệm Phật chứ tôi không biết chữ. Dạ. Chứ cái người biết chữ mà họ không có tâm cũng không bằng cái người không biết chữ nhưng mà có tâm đó cô. Đây là không biết, tôi không biết tâm hay tâm mà. Để bây giờ tôi kể. Chị bán cho em đi chứ để sống chị chung với muội. Dạ cuối cùng là cô có bán không? Không, cô không có bán. Tại cô có ít gì để ở chứ. Cô nghĩ là đất này ông mua trước khi mà xây cái chùa này hay là sao? Không, cái sao đất cái chùa xây trước mua trước. Lúc đó ông Võ Hoàng Yên có hỏi là định giá miếng đất của cô bao nhiêu, có mua lại không? Có định giá không? Không. Không. Còn miếng đất này ông mua 1 tỷ nè, cách đây 3 4 năm. Đất là cô. Đất nhà Yến đâu hả? Đất nhà Yến đó. Chứ cái nhà Yến thì không phải, nhà Yến thì nó là cũng bị khác. Có nghĩa là đất của ông nhưng vậy chắc ông cho người ta thuê hả? Không biết. Hay là ai không biết là đứng danh của người khác. Dạ. Đất của ông Yến không quanh đây nhiều lắm mà cũng. Phía ngoài chỗ cha ruột một miếng, còn một miếng phía bên đường bên kia cũng có một miếng. Còn ở ngoài kia cũng có hai cái nhà. Chỗ cái ngã tư mà hơi xéo xéo qua vậy nè. Ngã tư nhưng mà nó không có ngang mà xéo xéo vậy nè. Có hai cái nhà, mua luôn cái nhà. Mua hình như mua lên cho vợ ở đó mà vợ không có ở. Ủa con nghe nói ổng ly dị với vợ mà. Thời gian vợ có lên đây mà. Dạ. Rồi ly dị không cô không biết. Dạ. Con nghe là ổng mấy bà vợ thì ở đây nghe hai người đó. Ở đây có hai. Ở Gia An mình có một người, còn một người Cà Mau lên đây ở nhưng mà không có ở, không có ở. Có mua nhà cho ở nhưng mà không có ở. Lên thời gian. Từ lúc mà ông ở trong rừng ra đây là cuộc sống khấm khá rồi đi không mua à, nhà mua đất nhiều quá. Mua đất từ mua đất miết thôi chứ còn đi không à, chứ thầy Yên ít có ở nhà. Con muốn tìm hiểu một cái là trước khi mà xây cái chùa xong rồi ông mới có tiền, có nghĩa là có người tài trợ tiền xây chùa xong rồi ông mới có tiền để ông mua đất. Trước kia là chưa khai chùa ở từ đây, có nghĩa là ông rất là khổ hả cô? Cũng có đất nhưng mà ít hơn là từ lúc xây cái chùa này. Như ta nói là từ khi xây chùa là cũng có bà Phương Hằng á, cái tài trợ tiền trong xây chùa và tài trợ tiền trong rất là nhiều, nên lúc đó ông mới có nhiều vốn hả cô? Nói chung là cứ đi về xây cắt thêm đây, việc về xây sửa thêm cứ vậy thôi chứ ít có ở nhà lắm. Con nghe nói là ông cũng đi nước ngoài chữa bệnh, không biết đúng mình rồi. Có nghe không cô? Có nghe ông ta nước ngoài chữa bệnh cho người ta hay là ông bệnh người ta chữa hả cô? Đi chữa bệnh cho người ta chứ. Cũng có quay, cũng có lên ấy rồi đó, cũng đi chửi ra nước ngoài chứ. Lâu lâu cũng có người nước ngoài về đây lấy thông tin. Người ta về chữa không cô hay là chỉ... Có về chữa rồi về quay lại những cái thầy chữa bệnh đó.
con thấy có một số người người ta xem ở trên mạng, người ta nói là ổng cũng có đi nước ngoài chữa bệnh nhưng mà ổng chữa thì không hết bệnh. Cũng có comment thì cũng ví dụ như là ở Mỹ hay là Úc gì đó thì có đi hoài ở các nước, nước nào đi nhiều lắm, nhưng mà thầy nói là trừ nước Trung Quốc ra thầy không đi. Dạ. Thầy có nói lý do sao trừ Trung Quốc thầy không đi? Thầy nói cái nước đó nó ác lắm. Thầy đã gì luôn ở sống mình gọi là lương y yên là bằng thầy hay là bằng anh hay là bằng cái tên thân thương gì cô? Nói chung ai cũng kêu bằng thầy hết, là thầy yên. Còn thần y rồi này kia là người ta nói, chứ còn gia ăn chưa ai dám kêu thần y hết. Thần y là người ta gọi là phong trên trên báo chí, trên mạng xã hội thôi. Tại vì thấy thầy, tại vì thấy thầy trị được những bệnh câm biết rất là hay á. Ở những bệnh nói chung là cô thấy có trị hết. Dạ. Nhưng mà người ở chỗ khác chứ gia ăn không được. Dạ. Có người ăn gian rồi này kia có. Có nhiều thông tin ấy, họ nói rằng là những người mà chữa khỏi là ông ấy cảm giận hết, còn những người xa tới không thì đúng rồi là người ở xa. Nhưng mà trước mắt cô thấy là cũng trị có hết. Người bữa đó là người An Giang, có cái chú đó là hai đứa con bị câm điếc, nhưng mà thầy yên trị một đứa, còn một đứa là như là thầy mở khẩu cho nó nói thôi chứ không có đụng tới nó. Có hết chứ không phải không, nhưng mà không phải là người ở Giang mình. Thì anh ta ở xa tới thì hết sợ ở ngay tại Giang rồi. Cô có tò mò có vấn đề đó không cô? Tại sao ở xóm mình cái người không thấy á thì người ta không tin, còn cô thấy thì cô tin. Tại cô thấy chữa mà. Thấy chữa nói được ấy được thì mà. Thì cô thấy. Dạ, trên mắt cô thấy mà. Ở Giang mình con thấy cũng có nhiều cô chú đó lúc chữa thì nói chuyện điểm ba đó điểm được, thằng 1, 2, 3, 4 điểm được, nhưng mà xong về nghe hết nói chuyện. Nói chung là phải tập. Dạ. Chứ có khi là cũng như là thầy, nói chung là thầy cũng có một phần nào bề trên độ cho, có những cái là thầy không đụng tới mà cũng nói được mà. Wow, không tại đụng. Vì hai đứa con cái ông đó là ông ở An Giang, mà hai đứa con gái thằng trai. Yeah. Thì cũng như là thiếu pháp để mở khẩu cho thôi, nói là anh có buồn không, chắc là thế gian cũng nói anh ăn ở làm sao mấy hai đứa con canh như vậy. Yeah. Thì nói trị bệnh có một đứa thôi, còn một đứa thầy không có trị mà thầy nói ghét rồi đứa kia nó tự nói đi như mở khẩu cho nó. Wow, hay dữ. Nói chung là tức cho người ta nói hả. Nói chung là cũng như là mở khẩu cho vậy đó. Nói chung là thầy có bề trên độ chứ không phải không có. Nếu không có thì chắc đâu có làm được đâu. Chứ mình không có nghĩ cái đó là những cái dàn dựng của thầy. Không, dàn dựng đâu, cô không thấy chứ cô chính mắt cô thấy là trị có nói được, có những đứa là câm điếc nó học ở trường rồi á. Rồi thầy bấm được cái huyệt đó, hoặc là thầy lôi nó được cái lưỡi nó ra, tại vì cái người mà câm á là cái lưỡi nó thụt vô. Lâu ra mình thấy luôn mà sao dằn dựng được. Dạ. Móc cái lưỡi nó ra con thấy cái lưỡi luôn mà. Dài cái gì luôn mà. Chứ đâu phải là dằn dựng mà tự nhiên móc cái lưỡi ra dằn dựng thì. Nhưng mấy người đó, mấy đứa bé nó lớn chưa con? Lớn, mười mấy tuổi có, hai mấy tuổi cũng có. Nhưng mà nói chung là có duyên thôi. Dạ. Có người thì hết, có người thì không. Y như có cái người là nó ở trong bụng mẹ ra rồi biểu sao hết. Bẩm sinh hay không? Nó bẩm sinh rồi sao nó hết được. Dạ. Chứ nói chứ dằn dựng cái gì chứ móc lưỡi ra để ấy mà dằn dựng gì, nhưng mà nói được mà. Nhưng mà có người thì nói là đau quá la, chứ sự thật là đâu phải nói cái tiếng ba không hoặc tiếng mẹ không. Nói cảm ơn thầy rồi niệm Phật rồi lại tạ ơn, chứ đâu phải như không mà dằn dựng được. Dằn dựng cái gì thì cô không thấy, chứ cái câm điếc cô không có thấy. Cô có thể chia sẻ cho con kỹ hơn là khi mà ông ấy chữa câm điếc ấy, thì ông ấy làm những cái gì hả cô? Trước hết là dỗ hai cái lỗ tai, con biết nghe là thầy mới trị, có người không biết nghe thầy cũng không trị, nên thầy nói là cái như là bẩm sinh rồi, như là không nghe được thì phải chịu vậy. Chừng nào mà dỗ hai cái lỗ tai hai bên nè là con biết nghe là thầy mới trị, bắt đầu là thầy mới móc cái lưỡi ra, tại vì cái người câm á là cái lưỡi nó thụt. Nó thì lấy cái khăn giấy kéo lưỡi ra. Nắm kéo mà bao nhiêu người thấy đâu phải không thấy đâu.
có Gia An mình có kêu là ông Phật sống, kêu bằng thầy Yên ông Phật sống, chứ thần y thì không ở, báo chí nói thôi. Gia An chỉ là tung hô hay sống, là Phật sống, ông Phật sống mới trị được cái bệnh vậy. Chúng mà thực tế là ông cũng chữa thấy cũng một mớ người có em cũng có những người vừa là họ họ đang khỏe mạnh mà họ bị bệnh tật họ nói không được á, thầy chỉ được. Còn những người nào từ trong bụng mẹ cũng như là vô sinh rồi mà người ta nói câm thì phải điếc, nhưng mà điếc trị không được thì câm thầy cũng không trị. Thầy nói là cái bệnh này thầy trị không được, chứ mà đứa nào mà nghe được thì thầy trị được. Còn nghe ở cái khu của mình cũng có nhiều người bị câm điếc không phải không cô? Đúng, có, cũng vô nhưng mà đau quá chị không nổi. Y như là cô nè, là chị cái bệnh xương khớp á, cô chịu nổi nhưng mà chú chịu không nổi, đau lắm. Nhưng mà cô lại thích bấm, mỗi lần bấm như vậy là cô đỡ được mấy năm á. Cô nghĩ là cô cũng từng vô chữa đâu, cô có cô bị gai cột sống. Rồi bây giờ cái bệnh gai cột sống cô hết luôn hẳn luôn. Gai thì cháu ăn á, lâu ngày nó cũng tích tụ nó cũng có lại, nhưng mà bấm thì nó hết, nó đỡ. Chứ còn gai là nó cộm lên con gợn đụng luôn mà. Mình bấm huyệt có bấm ngay chỗ cái gai đó không? Có chứ. Bấm hết sức người luôn á. Bấm cho nó cho nó gãy cái gai cho nó bể ra. Nó y như là cái cục mà con bị té mà bị u lên vậy đó. Phải bấm thì hai cái tay cái là phải gồng lại. Cô là xương khớp là hai người giữ hai cái tay, hai người giữ cái chân cô, còn người giữ phía sau, người bấm nó là bốn người giữ cô á. Tại vì đau dữ lắm, chứ không phải không đau mà chịu đau mới được. Cái ở Gia An mình có nhiều người cũng lạ lắm, lần đầu tiên nghe nói là đau trên tung một á, bấm xong mới lấy giấy chấn thương mắc đền, nhưng mà mình phải chịu đau mới hết chứ. Có người này nói là bầm tím này kia nọ, thì bấm thôi, phải bầm thôi, thịt mà sao không bầm được. Lấy dầu, lấy đồ đập vô, lấy chai dầu đó, chai dầu nóng đó đập vô thì phải sưng phải ấy thôi chứ. Nhưng mà hết thời gian lâu lắm mới bị lại. Thì có ăn nó tích tụ lại nên nó thành dôi lại. Thì con bấm lại thì nó hết. Chứ cô bị nay cũng mười mấy năm, từ lúc chú Yên là cô ngồi xuống đứng lên là cô phải ôm cái gốc xu cũng đứng lên. Nhưng mà bấm được thì cô làm được. Cô đi làm. Nhiều người xương khớp hết lắm, đỡ nhiều lắm. Bây giờ mình đã đúng cái ban lương tâm của con người mình nè. Thực ra là thầy vẫn chữa đốt cho người. Nhiều người họ cứ chửi thầy là thầy không biết chữa bệnh, vô là cứ chửi thầy. Tại vì họ vô mà chữa một lần hồi về đó. Cho nên nó bất xúc vấn đề đó cô. Đúng rồi, dưới cái bệnh câm điếc là Gia An mình không tin. Nhưng mà cô tin. Tại vì cô thấy chữa mà. Nó dằn dựng thì cô không thấy cái dằn dựng đó rồi. Chứ Gia An mình thì chịu đau không nổi, mà cứ cũng có người vô mà đi vô một lần thôi. Cái bệnh câm điếc thì nó đã lâu rồi mà sao cháu đi một lần sao hết được. Dạ cháu cảm ơn cô nha. Rồi. Cảm ơn cô.